Rồi, chào cả anh em. Nay mình lên lô hàng VIP anh em nha. Rồi có thêm mớ lưỡi cưa mới, chưa sử dụng, hàng lấy từ Nhật luôn nha. Rồi cưa lọng rồi, mài khuôn rồi, lung tung, rồi ok. Đầu tiên, cưa đĩa DMI, lưỡi 190. Rồi, test máy 1050W. Thiết đầy đủ, lửa chuỗi bao êm ái hoạt động, rồi lửa hợp kim ngon lành trong cành đào trong máy luôn, rồi giá 4 xị, lửa 190 anh em nha, 1050W, ngoại hình đẹp, rồi 4 xị, cái số 1 anh em nha, rồi cái số 2 chắc sắc Sinova, có đèn nhưng mà cháy đèn, hạ giá luôn 7 xị luôn, đời cao anh em, 1430W, lửa đẹp theo máy, rồi test máy. Rồi, 6,5, số 2, 6,5. Anh em mua hàng là tất cả hàng của mình đều chuyển khoản bao ship có các bạn tự trả tiền ship, đặt cọc thẻ cào cũng không bao ship anh em nha. Rồi, đánh bóng ô tô, mài, gì cũng được hết á. Rồi, có đồ phun chức năng luôn, 2800 vòng, rồi, 340W của Hitachi. Tua chậm, ok. Đánh bóng cũng được, ngài cũng được. Rồi, em nói nó đi với giá là 3 xị. Cái này bằng nhựa nguyên zin luôn anh em nha. Rồi, số 3 300.000 Việt Nam đồng. Rồi, số 4 là một cái chài nhám bản to, bản to 20 mấy phân, chiều ngang là 10 phân mấy á. Rồi, ok. Rồi, của thằng này là của thằng Blacktaker. Thằng này là của Mỹ anh em nha. Blacktaker này, Blacktaker của Mỹ, Canada. Đúng rồi, Blacktaker này của Canada. Rồi, ngon lành cành đào. Máy này trâu bò lắm anh em nha, kẹp cái nhám đầy đủ hết. Rồi, anh em chỉ mua về để biết xài thôi. Rồi, em nó đi với giá 3,5 luôn. Số 4, 350.000 đồng. Rồi, số 5 là một cây trà nhám Blacktaker, là có kẹp nhám, có điều tóc anh em nha, Martin China, điều tóc đây. Rồi, giá nó 400 luôn. Anh em đừng tưởng China nó dở, nó xuất qua Nhật á. Điện 100W hết anh em. Lỗi rồi, rồi 150 luôn, có điều tóc. Nó kêu rẹt rẹt anh em về tự vệ sinh, hạ giá xuống còn 150 luôn. Số 5, 150.000 đồng. Rồi, mài khuôn. Mài khuôn này là khuôn Hitachi. Kosuku gì đó, Kosuku. Là nguyên zin của Nhật rồi, tay cầm bằng nhựa. Rồi, test máy. Ngon lành cành đào nha. Rồi, giá nó 4,5. Bữa anh bán được cây này rồi. Loại này thì anh em ưa chuộng lắm, Kosuku mà mài khuôn Kosuku là ai cũng thích đó. Rồi, số 6, 4,5. Rồi, số 7 là mài khuôn đại tướng, các cái lưỡi zin trong máy luôn. Thằng này của thằng Hitachi Japan hết. Rồi, hốt tay cầm để nắm luôn, đẹp, ngon lành, lưỡi cuối đã. Rồi, giá em nó ra đi 6 xị luôn. Còn gì đẹp hơn hai đại giấy 500 nữa anh em nha. 6 xị. Rồi, một cái đục mộng vuông, ngon lành cành đào, để mình tra lưỡi anh em vô sau. Có lưỡi đàng hoàng anh em nha. Nói chung là cái này ok hết rồi. Tiếp đi, cho nó nhanh hoạt động nữa. Loại này loại khủng anh em nha, có lưỡi có mũi đàng hoàng cho anh em. Rồi, giá em nó ra đi là 1,5 triệu, chuyển khoản là được bao ship, chứ có các bạn tự trả tiền ship của Hitachi, ngoại hình rất đẹp. Rồi, 1,5 triệu.
Rồi. Muốn hai em cua lọng ơi, hai em cua kiếm ơi. Cua kiếm thì chi có điều tóc, có đá lưỡi nên ba cấp đá lưỡi. Loại này là 1050W lần 1 lần. Đó. Thì chi. Bộ hình thì chưa vệ sinh. Công suất nó lớn lắm anh em, chứ không phải loại 620W đâu. Này là loại là khủng mà. Điều tóc. Điều tóc cấp, điều tóc số. Em nó đã đi với giá 6,5 luôn. 650.000 cho ta. 99 thôi cho ta. 99 anh em nha, 99 đi vô kiếm là 99 anh em nha. Rồi. Rồi cái số 10 vô kiếm của boss. Boss này là boss xịn anh em nha. Rồi, nó nguyệt mà đi á. Rồi test máy. Còn. Rồi từ dốc tàu kiếm cái đầy đủ hết á. Đá lưỡi luôn anh em nha. Ngược lại nó không phải làm vậy đó, cầm vậy đó bóp kia đó, bóp nút bảo vệ đó, cái nấm bảo vệ đó mới bóp ra được thì bóp đó, cái máy cắt đá lửa anh em nha. Rồi, ngon lành, cái này êm lắm. Rồi giá em nó 5,5 luôn, có tặng gửi đi kèm cho anh em nha, tôi kiếm mình tặng gửi đi kèm cho anh em hết. Rồi 550, rồi quấn cưa lọng luôn ơi. Rồi cưa lọng HDG. Đó, mình có tặng lưỡi cho anh em đàng hoàng nha. Rồi test máy. Có bánh xe để lưỡi đầy đủ. Nghiêng nghiêng 45 độ đầy đủ. Test nhẹ có điều tóc, từ từ bớt từ từ. Đó, điều tóc anh em nha. Đó, rồi. Em ra đi với giá là 3,5 luôn. Của HDG, ngoại hình đẹp. Ở đâu rẻ hơn tới mình hồn tiền nha. Rồi. Cây số mấy rồi? 11. Cây số 11, 3,5 có điều tóc. Rồi, cây số 12 là Ryobi, có tặng lưỡi đi kèm luôn, cũng có điều tóc luôn, bóp cò đi, test máy đi. Test máy mới biết được. Điều tóc. Ngon lành cành đào. Rồi, em nó ra đi với giá 3,5 luôn anh em nha. Điều tóc ngon lành hết. Công suất cái con này là của Hitachi là nó là 350W. Thằng này là 380W. Đó. Cũng giá 3,5 luôn. Thằng này có điều tóc, cưa lọng có điều tóc cấp. Thằng này của thằng 400W. Là Machine China. Còn mới đẹp. Rồi, điều tóc luôn anh em nha. Rồi, ok, số 6 luôn. Rồi, em đi 400 luôn. Cái số 13, 4 xị. Makita đúng không? Rồi, Makita 390W. À, điện 100V. Rồi, hốt hàng. Rồi, hốt chạy hơi 300. Số 14, 3 xị. Rồi, số 15, 1 hở bụi Makita 600W anh em nha. Này là đỉnh. 600W. Đi với giá này không có bể, nó mang keo bên Nhật, có mang keo vậy nha. Thôi rồi đại hại giá luôn, 3,5 luôn đi, anh đi nhanh luôn như rồi. Rồi cái số 10 mấy 15, 3,5, cái 16 con hai chức năng, con thường và con búa, cá đảo chiều anh em nha. Đó, hàng cá đảo chiều, hàng xịn đó. Rồi tặng cho anh em một cái mũi đi kèm để anh em về là biết ngõ mua mũi thôi. Đó là con búa. Đó. Cái chiều là con búa, mặc vào con thường. Chiều con thường. Đó.
rồi đảo chiều, đảo chiều chưa bật đảo chiều rồi, đảo chiều vấn về rồi có được đắp không, có được đắp luôn anh em nha. Rồi đảo chiều lại, rồi cây này là không treo đâu được, cá đảo chiều và có hai chức năng con thường con búa, cá ống hút bụi ra đời cao anh em nha. Rồi em nó đi với giá là 6 xị thôi, rất nhẹ nhàng luôn. Rồi bài hai đá nhưng chỉ còn một đá thôi anh em nha. Bữa nay thì bên Nhật tháo cái nắp ra rồi, còn anh em mua vừa mua viên đá 40 ngàn mở vô là mài thôi. Viên này viên đá đinh đinh đu vừa đù đù. Rồi đá đá 150, đá 150 á. Rồi em nói đi với giá 5 xị chứ không phải đá 125 nha, đá lớn nha. Rồi 5 xị thì anh em thấy đĩa bèo không. Rồi móc lạnh, móc lạnh cỡ chiếc đầy đủ mới tinh luôn của Hitachi đấy, lưỡi lưỡi 4/6 nha, 4/6 điện 100V. Rồi công suất có 12A 1150W quốc, cỡ chiếc lưỡi liếc đầy đủ nha, bao lửa luôn bởi vì nó còn mới đẹp. Đó, thắng luôn anh em nha, nó gớm rồi đó nữa, móc lạnh nó thắng nha. Đó, cỡ chiếc đầy đủ, ngoại hình không chê. Rồi 6 xị luôn, cái số 18 6 xị. Rồi khoan bầu và đục bê tông. Rồi thằng này là khoan bầu, cái đầu này đầu khủng long bạo chúa muốn nắm tay mình nè. Rồi điện nó 100V, điện nó 100V anh em nha, 4.7 7A, công suất là 7A. Rồi tùm lum tà la, thằng này của thằng nào đây nè, thằng này giống con Toshiba hay là gì á, cái Golo này mình quên rồi. Rồi đại khái là con bầu cũng, anh em mà mua con bầu mới này là lúa không anh em nha. Rồi máy đèo hoạt động êm ái, ngon lành cành đào, em nó đi với giá 6 xị thôi. Có mười mấy, 19 không, 19 hả, 600 hả? 600 phải 19 không? Mày la lớn lên cho ai ăn ăn thịt ăn cá mày với mày. Rồi một đục bê tông chuyên đục thôi anh em nha, tặng cho anh em một cái mục đục dẹp nữa đây, một mục nhọn này rồi của Hitachi. Rồi ẻm là 1050W test máy chuyên đục thôi, không có khoan. Chỉ số gọi gì không ta? Rồi có đem lửa không? Và lửa củi ngon lành hết anh em nha, bao lửa bao củi. Rồi em nói ra đi với giá là 7 xị, cái số 20. Rồi năm cái ra tô, năm cái ra tô 150 nha, là cổ góp còn ngon lành. Ra tô rồi tháo máy điện 100W anh em nha. Rồi 150 số máy 21 là 5 cái tô anh em nha, 150 một cái đội đội vip đội xịn anh em nha. Xả là anh mở mắt ra xả nha, còn bơm là anh bơm rồi giảm luôn đó, không bao giờ nó xuống nổi bởi vì nó có là xa nó nhúng nhưng mà xuống không bao giờ xuống nổi. Rồi em nó đi với giá là 500 luôn. Chiếc số 22 5 xị. Rồi một cái loại quay ô tô, loại này là quay được là lên được là này giống của Mỹ nè, 950 kg, chưa được 1 tấn anh em nha, lên xuống đầy đủ nha. Rồi em nói là hôm trước là bán 250 nè, còn lại nè mở đâu là 23%. Chục này 1/2 nói dài, đầu nói dài anh em nha, khẩu 1/2 đầu 2 của gia ban hết, đây gia ban luôn nè, đầu 1/2
54. Trục 3/4 nối dài. Rồi. 4 4 khẩu này mình để anh em với giá 120. Dưới trên được. Cái số trên cái ống được. Còn tại. Rồi. Này số 24. 120k 4 khẩu anh em nha. 4 khẩu như này. Lưỡi cưa hàng nhập từ Nhật, không qua công ty, không qua sản xuất, không qua cái bất cứ cái shop nào. Lưỡi này là lưỡi 200mm nha, 200mm đó. Hộp kim, lưỡi này chuyên gì cắt gỗ. Có chữ có nghĩa đây, anh em coi và anh em dịch. Đó. Hàng đặc chuẩn. Rồi. Đây. Rồi, em nói ra đi với giá là 200.000 đồng. Số máy 25 2 xị. Đó, mọi thứ mình có được là 3 lưỡi như này, mình quảng cáo 1 lưỡi thôi. Anh em mua dù có. Mọi thứ bán ăn được 3 lần thôi. À, không, 200mm, 200 305mm, 200mm. Còn này là lưỡi cắt bê tông bonus nun gì đó. Rồi, đường kính gốc lỗ là 25.4. Rồi, lưỡi là to 230mm nha anh em nha. Rồi, hàng chưa sử dụng, hàng đạt chuẩn nhập từ Nhật, nhập theo hàng bãi đó. Rồi, em này ra đi với giá là 250.000. 26 25.5. 207 là một cái lưỡi cưa Hitachi. Hitachi Koki Made in Japan anh em nha. Nhưng là mình để mà mưa nó hơi rỉ, nhưng hàng đã chưa qua sử dụng. Bắt anh em coi. Anh em về đánh sơ này lại, nó còn có bọc thép đây nè. Không bao giờ mà anh em sợ nha. Đây là chuyên gỗ. Đường kính cốt lỗ khoảng 25.4 anh em nha. Đó, thông dụng. Lưỡi này anh em về đánh lại là xài đẹp ra luôn. Mình bán giá để là cho anh em công, anh em vừa đánh lại. Rồi, giá 2.5 thôi. Để mà mưa nó ẩm ứng mưa anh em. Đường kính nó đường kính 255. Đó, đường kính 255. Còn đường kính cốt lỗ là 25.4. 40 răng chuyên dừa gỗ, móc gỗ là anh em khỏi lo. Để số máy. Rồi, hẻm nó đi với giá là 2.5. Để ra nó 3 xị nhưng mà hơi đen, anh em về đánh lại cho hàng chưa qua sử dụng. Nhiễm nước mưa anh em nha, chúng nhau. Bu luôn là con bà đực. Lưỡi này là lưỡi 180. Răng anh em thấy răng không? Đó. Mắt của nó mắt 8.000 vòng. Hàng đẹp bao gỗ anh em nha, là chuyên dừa gỗ. Lưỡi 180. Đó. Lưỡi này mà để anh em với giá 150, hàng chưa qua sử dụng, hàng nhập từ Nhật luôn, Nhật Mỹ gì đó, nè, USA gì lung tung gì đây nè, anh em đọc là anh em dịch nha. Đấy. Mình nói chuẩn là chuẩn, này Mỹ với Nhật thôi chứ không gì ở đâu, nhưng mà chẳng qua mình đọc không rành thôi. Rồi, 150 luôn, 28 hả? Lưỡi mài cắt đá kho cương mài nha, phớt mặt phớt đồi gì đó. Rồi, mỗi em làm để em giá 100.000 cái. Số 29 100k có hai hẻm. Lưỡi này cắt cường cắt bê tông cũng hai, có hai hẻm luôn. Lưỡi này lưỡi là 110mm nha. Đường kính gốc rổ có ron nhỏ ron lớn này thông dụng rồi. Đó, anh em không giờ sợ hãi giường mà nhét cái máy không vừa rồi nha. Rồi, 100.000 một lưỡi này. Hàng này hàng đạt chuẩn, hàng lấy từ Nhật tại Tokyo luôn anh em nha. Đó, bán bạn không nói gì đó, bởi vì là nó nhập vừa là nó vừa vậy luôn. Rồi, cái số 30 là 100k. Rồi, anh em mua hàng thì cân nhắc, những khoản thì được bao ship, có anh em tự trả tiền ship. Mình buôn bán những cái gì lỗi nói lỗi rõ ràng trên màn hình, anh em mua mình cân nhắc hết nha. Rồi, chào anh em, chúc anh em may mắn mua hàng mình nhiều vô.